Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, chân dung năm đồng chí ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 từng công tác trong ngành Công an nhân dân. Trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng, có 5 đồng chí xuất thân từ ngành Công an nhân dân gồm có. Thứ nhất, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, nguyên là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần kỹ thuật Bộ Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Đồng chí Phạm Minh Chính là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học hàm phó giáo sư, học vị kỹ sư xây dựng, tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, khóa 11. 12, 13. Trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động từ ngoại giao xã hội chủ nghĩa, công an nhân dân, giáo dục luật học, tham gia phương diện chính trị địa phương cho đến trung ương trước khi trở thành lãnh đạo hành pháp của chính phủ Việt Nam của thời kỳ mới. Thứ hai, đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Tô Lâm, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, là nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam và chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016 đến 2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, cao cấp lý luận chính trị, cấp hàm đại tướng Công an nhân dân Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Đồng chí Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 quê quán tại làng xuân cầu xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên việt nam dân chủ cộng hòa ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đại tá tô quyền nguyên giám đốc công an tỉnh hải hưng nguyên cục trưởng cục cảnh sát giao thông và cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng ông hiện cư trú tại phố ngọc khánh phường giảng võ quận ba đình hà nội đồng chí tô lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng được giảng dạy, học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ nhỏ. Bố của ông, anh hùng Tô Quyền tham gia cách mạng, vào năm hoạt động phục vụ Trung ương cục những năm 1966-1975 cho đến khi thống nhất đất nước, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, được gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Ông lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông 10 trên 10. Với hình tượng của bố, Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh, Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của Trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Đồng chí Tô Lâm được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 1981 trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Thứ ba, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyên là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Phan Đình Trạc sinh ngày 25 tháng 8 năm 1958 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ngành điều tra tội phạm, cử nhân luật, lý luận chính trị, cử nhân. Ông cũng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 13, 14, 15, 16, nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 8 năm 1980, học viên, tiểu đội phó, trường Đại học An ninh Nhân dân. Từ tháng 9 năm 1980 đến tháng 10 năm 1981, cán bộ Bộ Nội vụ, Bộ Công an, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 1981 đến tháng 4 năm 1988, cán bộ đội bảo vệ kinh tế, đội phó, 1983, rồi bí thư tri bộ và đội trưởng đội an ninh, 1984, ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an thành phố Vinh. Tỉnh Nghệ An, 1985. Từ tháng 5 năm 1988 đến tháng 10 năm 1997, Bí thư Đảng ủy, tháng 8 năm 1989, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 1 năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ, tháng 8 năm 1998, rồi Bí thư Đảng ủy, tháng 12 năm 2000, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tháng 11 năm 1999, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, 1 trên 2001. Từ tháng 2 năm 2001 đến tháng 9 năm 2005, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11. Từ tháng 10 năm 2005, ông giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 12. Ngày 17 tháng 10 năm 2010, ông được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An khóa 17 nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 1 năm 2013, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An khóa 17, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 13. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông trúng cử ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 20 tháng 2 năm 2013, ông thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Nghệ An và được Bộ Chính trị điều động làm phó trưởng ban nội chính Trung ương. Ngày 21 tháng 1 năm 2015, ông nhận nhiệm vụ là phó trưởng ban thường trực ban nội chính Trung ương giúp điều hành khi ông Nguyễn Bá Thanh nghỉ chữa bệnh ngày 8 tháng 9 năm 2015, ông được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông Tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 28 tháng 2 năm 2016, Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phân công làm trưởng ban ban nội chính Trung ương ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã bầu bổ sung đồng chí Phan Đình Trạc làm ủy viên Ban Bí Thư. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ông được bầu làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Thứ tư, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là tránh án Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ông từng là viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011 đến năm 2016, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi. Ông từng là thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam trước khi chuyển sang ngạch dân sự. Ông có bằng tiến sĩ luật, có học hàm giáo sư. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thứ năm, đồng chí Nguyễn Văn Nên. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1957, là một nhà chính trị người Việt Nam. Ông hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông nguyên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ông cũng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14 tháng 7 năm 1957 ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Người chị cả của ông là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé. Trong gia đình có 9 người con ông thứ bảy nên thường được gọi là bảy nên. Quê nhà của ông ở vùng trụ sở của Trung ương, cục miền Nam, nơi ông lớn lên và trải qua thời niên thiếu. Ông theo học phổ thông, đại học và có học vị cử nhân luật, chuyên môn cảnh sát hình sự. Đồng chí Nguyễn Văn Nên được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 12 năm 1978, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 29 tháng 12 năm 1979. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Trước khi chuyển sang công tác trong ngành dân sự, đồng chí Nguyễn Văn Nên có nhiều năm công tác trong ngành công an nhân dân. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Việt Nam thống nhất đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Nên bắt đầu sự nghiệp công tác của mình ở quê nhà Tây Ninh khi mới 18 tuổi, thuộc lĩnh vực công an nhân dân. Từ tháng 4 năm 1975, Đến tháng 9 năm 1985, ông là chiến sĩ cảnh sát hình sự rồi đội trưởng hình sự của công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ủy viên ban chấp hành huyện Đoàn Gò Dầu, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công an huyện Gò Dầu. Tháng 10 năm 1985, ông được bầu làm huyện ủy viên, bí thư chi bộ, phó trưởng công an huyện Gò Dầu. Tháng 1 năm 1988, ông được giữ nhiệm vụ quyền trưởng công an huyện Gò Dầu và chính thức trở thành ủy viên ban thường vụ huyện ủy Trưởng công an huyện Gò Dầu từ tháng 3 năm 1989. Lúc này, ông 32 tuổi, giữ vị trí lãnh đạo cấp cao của huyện ủy và toàn bộ huyện Gò Dầu, huyện phía Nam tỉnh Tây Ninh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.